What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp một con bàn phím cơ nữa, cũng đến từ hãng Jack Shark. Với cái hãng này thì như các bạn biết là nó sẽ có những cái con bàn phím khá là ngon và tầm giá nó cũng rẻ nữa. Và em này sẽ là một em layout 75. Tuy nhiên thì nó sẽ có một số cái điểm đặc biệt và giá thành cũng rất là ok. Thôi chúng ta sẽ cùng đập hộp nhé. Let's go. Đầu tiên thì cái hộp của nó vẫn là cái thiết kế kiểu màu vàng và màu đen quen thuộc. Chúng ta vẫn sẽ thấy logo, đồng thời một các thông tin cũng như hình ảnh của bàn phím ngay đây. Mã của em này sẽ là K75RGB. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy có chiếc bàn phím nằm ở giữa, đựng trong một cái túi. Rồi, tí nữa chúng ta sẽ quay lại về em này sau. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và như thông lệ thì chúng ta nên giữ cái cuốn này lại để sử dụng một cái bàn phím nó đầy đủ chức năng hơn. Xem còn gì không nhé. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm mấy cái switch dự phòng. Đây. Đó. Và chúng ta sẽ có một cái nhổ keycap kim nhổ switch luôn, hai đầu. Một cái dây cáp rời và dây cáp này bằng nhựa thôi, vẫn có bọc chống nhiễu. Dây cáp này sẽ chuyển từ tay A sang tay C. Ok, hết rồi nhé. Quay trở lại với bàn phím K75. Như các bạn thấy thì phiên bản mình đang đập hộp đây là phiên bản màu đen. Và cái màu đen của nó sẽ là đen bóng nhé. Cái mặt PC của nó, cái vỏ của nó, vỏ PC của nó sẽ là nhựa trong suốt. Và ở trong nó sẽ lót thêm một cái tấm màu đen bóng như thế này, tức là ở ngoài nó sẽ hoàn toàn là trong suốt. Cái bộ keycap của em này thì cũng là màu trong suốt bóng và nó sẽ có cái ký tự màu vàng, nó khá là hay. Ở phía đằng sau thì như các bạn thấy thì nó sẽ làm hoàn toàn trong suốt luôn, dán một cái lớp này để mà chống chảy xước. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lẫy để nâng hạ độ cao, và cái lẫy này thì mình thấy thì nó không có hai nấc, nó sẽ không có gì hết nữa, khá là đơn giản. Quay trở lại mặt trước thì như các bạn thấy nó sẽ có layout kiểu dạng layout 75 đó, tức là nó vẫn sẽ có hàng F, vẫn có ESC, rồi chúng ta vẫn sẽ có một số cái nút bếp pedal ở đây và có mũi tên. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ bị loại bỏ một số nút ở trên này, thay vào đó là chúng ta sẽ có một cái núm, và cái núm này cũng có thiết kế khá là nhỏ nhắn xinh xắn như đây. Nó sẽ hơi trơn một xíu đó, bạn nó sẽ hơi trơn do nó nhỏ mà nó làm theo kiểu bóng loáng nữa, cho nên bạn nó sẽ hơi trơn trơn. Nhưng mà với cái tầm giá này chúng ta có một layout con núm thì cũng rất là ok rồi. Thì ở đây thì mình sẽ mở luôn cho anh em xem cái con màu trắng nhé. Đó, đặt hai cái cạnh nhau thì chúng ta mới thấy được là cái độ tương phản của nó. Em này thì là sẽ màu trắng nhưng mà là trong suốt hoàn toàn, chúng ta sẽ có ký tự sẽ là màu đen. Đó. Còn em này sẽ là màu đen và đen của nó sẽ vẫn hơi đục đục, chúng ta sẽ không có nhìn rõ phía dưới. Tuy nhiên thì led nó vẫn xuyên ra rất là nhiều. Theo các bạn thì thấy màu nào ok hơn? Theo mình thì mình vẫn thấy màu đen nó vẫn đẹp hơn nha. Còn màu trắng này thì nhìn nó hơi sao sao á. Tuy nhiên thì cái cây của nó thì nó làm màu bạc, tráng kiểu dạng tráng gương á. Đó, trong suốt luôn. Đó. Đó, kiểu như một tấm gương luôn. Xung quanh cây nhìn khá là hay. Riêng cái đáy thì nó lại không có làm theo kiểu tráng gương mà nó vẫn sẽ làm cái kiểu đục như thế này. Với cái màu trắng thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn là cái đáy nó sẽ được lót một cái lớp silicone rất là dày, đó, phủ hoàn toàn cái đáy luôn. Bây giờ mình sẽ thử mở keycap ra xem nhé. Đây, keycap của em này thì vẫn sẽ làm bằng nhựa PC thôi, nhựa PC trong suốt, có độ dày cũng khá là ổn. Và cái màu đen thì nó sẽ là đen đục, còn màu trắng thì nó sẽ là màu trắng trong suốt luôn. Màu đen thì nó sẽ cái kiểu nó hơi bóng bóng, nhìn nó cũng khá là hay. Về các cái ký tự in ở trên cái keycap này thì nó cũng sẽ in theo cái kiểu mà nó đổ lớp lên trên á, cho nên là nó cũng sẽ không có bị bay màu nha các bạn. Về cái switch nhé, để mình nhổ cái switch ra cho các bạn xem. Đây, về cái switch của em này thì sẽ là switch màu trắng nhưng mà nó là thuộc dòng Linear nha. Linear và nó sẽ cực kỳ là mượt luôn, tại vì con này nó đã được lúp sẵn rồi. Đó. Và cái cảm giác bấm của nó khá là nhẹ nhàng, không có quá nặng, cũng không quá nhẹ, nó cũng dạng trung tính thôi. Độ phản hồi khá là tốt.
Với cái Switch này thì nếu như các bạn thích cái kiểu mà linear đã được pre-loop thì đây sẽ là một trong những cái Switch mà mình thấy khá là ưng. Ở phía dưới mặt thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái mặt của nó sẽ có Switch pad luôn. Và ở phía dưới đáy sẽ là một lớp silicon. Cái lớp lót của giữa PCB của thằng này thì không phải là silicon mà nó là thuộc dạng lớp một lớp tiêu âm thôi. Strap thì chúng ta thấy là nó sẽ là strap kiểu trong suốt và nó có được lúc sẵn đá nó khá là dày như thế này, nhìn nó giống như là muốn tràn ra ngoài luôn rồi đấy, lúc dày cực kỳ luôn. Về cái strap của em này thì mình thấy khá là ok, mặc dù là cái strap của nó cũng không được phải là những strap tiếng tăm lắm, nhưng mà nó làm cân chỉnh trước cho mình rất là chuẩn luôn. Đây là một trong những cái con mà mình thấy preview khá là ok đó. So với những cái con như của RK hay là những cái con mà của thằng FL thì cũng khá là ngon. Đó, khá là tương đồng. Nó sẽ được lúc sẵn và cân chỉnh sẵn luôn. Đó, ngon hết đúng không? Tí nữa mình sẽ sao test cho anh em nghe. Về cái mặt thì tất nhiên em này vẫn sẽ có hot swap 5 chân và sẽ là mặt ngược chứ không phải là mặt xuôi nha. Về cái mặt ngược hay mặt xuôi thì mình nghĩ bây giờ nó cũng không quan trọng nữa. Với những em này thì chúng ta có thể thay được những cái keycap khác vào vỏ vẫn vô tư. Và bây giờ mình sẽ cắm dây cho các bạn xem các cái chế độ đèn LED của em này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ thử cắm LED cái màu trắng trước nhé. Đó, như các bạn thấy thì màu trắng lên LED rất là sáng luôn. Mặc dù trong phòng mình đang để đèn khá nhiều, tuy nhiên thì cái độ sáng của em này nó quá là kinh khủng cho nên là chúng ta vẫn thấy là nó sáng hắt lên rất là mạnh. Với cái keycap trong suốt thì chúng ta rất dễ bị lóa, tuy nhiên thì con này nó sẽ làm cho cái ký tự màu đen nổi bật hơn và nó cũng sẽ làm cái ký tự to ra để chúng ta không có bị cái đèn LED nó làm lóa đi. Con này cũng có trang bị một cái mặt mà nó sẽ có thêm hai cái LED ở cái space này. Khá là hay. Với cái LED này chúng ta sẽ nhìn nó đồng bộ cao hơn, tức là nó sẽ liền mặt hơn. Và bây giờ mình sẽ cắm thử luôn cái màu đen nhé, xem thử nó có ok không. Đó, đây là cái màu đen. Màu đen lên LED cũng vẫn rất là sáng nhé, mặc dù là nó phải gắn thêm một cái bộ keycap màu đen nữa. Tuy nhiên thì nó vẫn LED nó lên vẫn rất là sáng. Với con màu đen này mình thấy là cái ký tự nó sẽ khó nhìn hơn là con màu trắng một xíu. Đó, do cái màu vàng của nó sẽ không có nổi bật bằng cái màu đen. À, bây giờ mình sẽ show cho anh em một số cái hệ thống đèn LED của em này để bằng chỉnh tay thôi nhé. Còn tất nhiên thì con này nó vẫn sẽ có hỗ trợ phần mềm và nó sẽ có rất là nhiều chế độ đèn LED để chúng ta có thể custom được, hoặc là có thêm cả chế độ đèn LED nháy theo nhạc nữa. Đó, bây giờ mình sẽ show cho anh em một số các cái chế độ đèn LED mặc định nha. Ok, quay trở lại với em này. Hiện tại em này vẫn đang sử dụng là một con switch linear kèm với bộ cái keycap PC và đã được lúc sẵn cũng như là được mock từ A tới Z rồi. Bây giờ mình sẽ sao test xem thử là với cái con phím này mình mua về xài luôn thì nó có ok không nha.
Ok, thì như vậy là mình đã vừa mới sao test cho anh em nghe. Thì với cái tầm giá khoảng dưới 1 triệu thì mình nghĩ rất khó mà có thể kiếm được một em layout 75 được build chỉnh chu như thế này. Và cái sao test của nó nghe rất là hay. Khác xa hoàn toàn với những cái con mà tầm dưới 1 triệu mà kiểu dạng stock nó build nhưng mà nó build chưa tới ấy, thì con này nó sẽ được hoàn thiện khá là tốt. Lại còn được hỗ trợ cả các cái switch kiểu dạng linear pre-loop nữa, rất là ngon đúng không? Và những anh em nào mà đang tìm kiếm một con 75 pre-build ngon mà có núm như thế này đó, thì có lẽ đây là một trong những cái sự lựa chọn rất là tốt. Con này có một cái điểm yếu duy nhất mà mình thấy đó là nó không có phiên bản dùng ba móc mà chỉ có hiện tại phiên bản đó là phải dùng dây thôi. Có một cái mình thấy cái này cũng tùy gu thẩm mỹ, đó là cái phông chữ của nó thì mình thấy nó không được đẹp đó, cái này cũng tùy thôi. Còn nếu như anh em có thể bỏ qua cái phông chữ này thì đây sẽ là một con bàn phím mà mình nghĩ stock rất đáng tiền. Các anh em nghĩ sao về em bàn phím K75 RGB này, và giá của nó thì cũng chỉ dưới 1 triệu thôi, khoảng hơn 900 một xíu. Nếu mà anh em có ý kiến gì về chiếc bàn phím thì hãy cứ để lại comment ở phía dưới phần bình luận nha. Nếu anh em thấy hay thì hãy nhớ like, share, ủng hộ kênh Một Gear đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye!